thời gian qua ngành công nghiệp năng lượng của bình thuận đã đáp ứng đủ nhu cầu điện cho các thành phần phụ tải quan trọng phụ tải sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân qua đó đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương đảm bảo cung cấp điện cho khu vực kinh tế trọng điểm phía nam và an ninh năng lượng quốc gia Tính đến nay, toàn tỉnh có 48 nhà máy điện đã thi công hoàn thành đang hoạt động phát điện với tổng công suất hơn 6.500 MW, sản lượng điện thiết kế hơn 31 tỷ kWh năm. Trong năm 2021, điện thương phẩm đạt 30,5 tỷ kWh, hơn 99% hộ dân trên địa bàn tỉnh có điện, sản lượng điện tiết kiệm đạt hơn 52 triệu kWh. Hiện nay, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đang chuẩn bị thi công. Ngoài ra, Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ với tổng công suất hai nhà máy là 4.500 MW đang chuẩn bị đầu tư. 8 nhà đầu tư đăng ký đề xuất các dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất 22.200 MW ngành công thương tiếp tục đồn đốc nhà đầu tư triển khai các dự án năng lượng tái tạo sớm hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng và đưa vào hoạt động cùng với đó phối hợp hỗ trợ ngành điện và các chủ đầu tư triển khai thực hiện các công trình lưới điện truyền tải lưới điện phân phối để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội giải phóng công suất các dự án điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh